Sống Xanh xin kính chào quý vị. Quý vị thân mến, khi đi học, đi picnic hay đi bất cứ đâu thì bất cứ ai trong chúng ta đều mang theo ít nhất một chai nước để uống đúng không ạ? Như vậy quý vị thử tính xem, trong số những chiếc chai được mang theo đó sẽ có bao nhiêu chiếc bị bỏ đi? Và những chiếc chai bị bỏ đi đó thật là phí phạm phải không ạ? Vậy thì tại sao chúng ta lại không tận dụng chúng, biến chúng thành những đồ vật xinh xắn đáng yêu, ví dụ như những chậu cây, lọ đựng bút hay là các vật dụng trang trí trong phòng? Chỉ cần để mắt là chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy rất nhiều vỏ chai bị bỏ đi một cách lãng phí như thế này trên bàn ăn, trên vỉa hè hay ngoài công viên. Những người đã sử dụng chúng vô tình không mấy quan tâm đến việc chúng sẽ gây những tác hại như thế nào đối với môi trường. Và đây là một nhóm bạn sinh viên trường đại học FPT đã đi thu gom chúng tại những nơi mà chiếc vỏ chai này bị bỏ quên như căng tin, ký túc xá hay công viên trường. Nhiều người cho rằng các bạn ấy đang đi thu dọn vệ sinh. Nhưng không hẳn thế, các bạn ấy đang đi thu nhặt vỏ lọ chai thừa cho hoạt động của nhóm mình với tên gọi Quỹ Vỏ Chai. Quỹ Vỏ Chai được thành lập cách đây chừng một năm với ý tưởng thay vì vứt bỏ những chiếc vỏ lọ chai một cách phí phạm thì tại sao chúng ta không thu thập và tái chế chúng thành những đồ vật có ích hơn. Trong phòng hoặc là trong ký túc xá bọn mình có rất nhiều cái chai bỏ đi và bọn mình không sử dụng đến nó. Bọn mình quyết định là sẽ có một đợt thử thu gom và cái lần đầu tiên thì kết quả thật sự là rất bất ngờ và bọn mình đã quyết định rằng là sẽ tiếp tục thu gom cái chương trình đó hàng tuần. Một chậu cây nhỏ nhắn dễ thương như thế này, nếu không để ý kỹ, chắc có lẽ chúng ta sẽ không biết được rằng đây chính là sản phẩm được tái chế từ vỏ chai thừa bỏ đi. Những hình thù nhân vật hoạt hình đáng yêu, đầy màu sắc này chính là tác phẩm của các thành viên trong nhóm Quỹ Vỏ Chai. Từ một vỏ chai bỏ đi, các bạn chỉ đơn giản là cắt, gọt rồi tô vẽ lên nó những ý tưởng sáng tạo của mình là đã có thể có được những sản phẩm bắt mắt như thế này. Đối với vỏ lon, không chỉ phần thân lon được các bạn ấy tận dụng mà ngay cả phần nắp của lon cũng được các bạn trẻ trong nhóm Quỹ Vỏ Chai sáng tạo thành những chiếc vòng tay handmade vô cùng độc đáo như thế này. Và sau khi được kết hợp với những sợi dây màu sắc, chúng đã trở thành những chiếc vòng tay vô cùng cá tính và độc lạ. Những vỏ lon, vỏ chai bị bỏ lại ở nhà ăn chỉ là một lượng nhỏ trong số vô vàn vỏ chai không được tái chế. Không ít sinh viên khi mua nước về ký túc xá đã vứt vỏ chai vào giọt rác, không được phân loại, hoặc thậm chí là có cả những sinh viên đã bỏ chúng tại vườn hoa, công viên hay hành lang của trường. Nhận thấy sự phí phạm đó, các bạn trong Quỹ Vỏ Chai đã không ngần ngại đến khuôn viên trường để xin chai lọ bỏ đi hoặc đến tận ký túc xá của các bạn sinh viên để xin vỏ chai về. Cầm trên tay chiếc bao tải lớn, gõ cửa từng phòng một, chăm chỉ đi từng tầng, từng khu nhà, nhưng vẫn luôn nở nụ cười trên môi là ấn tượng mà các bạn sinh viên cảm nhận khi nhóm Quỹ Vỏ Chai thực hiện công việc của mình. Ban đầu công việc của các bạn ấy gặp nhiều khó khăn khi các bạn sinh viên khác chưa hiểu được mục đích và ý nghĩa của công việc này. Hoặc có những bạn sinh viên thì cảm thấy phiền khi bị gõ cửa xin vỏ chai. Nhưng sau một thời gian, các bạn ấy đã dần hiểu được ý nghĩa của các bạn trong nhóm Quỹ Vỏ Chai nên đã nhận được sự ủng hộ của đa số các bạn sinh viên trong trường. Chính bởi vậy, số lượng vỏ chai mà các bạn ấy thu gom được lớn dần theo từng ngày đi thu gom. Hầu hết các vỏ chai sau khi sử dụng thì các bạn ấy đều vứt đi hoặc là vứt bừa bãi ở đâu đó. Thì hàng tuần thì bọn mình hãy có một ngày đi thu gom và cái số lượng trung bình một tuần khoảng từ 40 đến 50 kg vỏ chai. Chỉ trong một giờ đồng hồ, còn chưa đi hết các khu của ký túc xá mà các bạn ấy đã thu được khá nhiều vỏ chai. Với số lượng vỏ chai này, nhóm đã cùng nhau tụ họp lại để bàn ý tưởng và sáng tạo nên những tác phẩm độc đáo, dễ thương mà có ích. Không cần phải thật sự khéo tay hay phải có năng khiếu hội họa mà chỉ cần một chút sáng tạo và lòng kiên nhẫn thì bất cứ một thành viên nào trong nhóm cũng có thể tạo ra một sản phẩm mang một phong cách riêng biệt. Những sản phẩm ấy được các bạn bày bán trên trang Facebook cá nhân của mình hoặc tại các hội chợ sinh viên đã thu hút được sự quan tâm không nhỏ của các bạn trẻ.
Cái điều lớn lao nhất mà bọn mình muốn truyền tải đó là cái thông điệp về môi trường đến các sinh viên cũng như là học sinh tại trường, sao được các bạn có thể nâng cao được ý thức trách nhiệm hơn trong cái vấn đề là bảo vệ, các bạn nên nâng cao được cái ý thức trách nhiệm của mình hơn trong vấn đề là bảo vệ môi trường. Đồng thời thì thông qua những cái dự án nhỏ mà bọn mình thực hiện thì bọn mình mong muốn là góp một cái sức phần nào nhỏ bé để cải thiện cái chất lượng cộng đồng. Tuy mới thành lập được chưa đầy một năm, nhưng Quỹ Vỏ Chai đã tạo dựng được những hình ảnh ấn tượng trong lòng các bạn trẻ. Không chỉ dừng lại ở trường Đại học FPT, mà rất nhiều các bạn sinh viên ở các trường khác và các bạn trẻ cũng đã quan tâm đến hoạt động này của nhóm Quỹ Vỏ Chai. Việc tận dụng những chiếc vỏ chai lọ thừa bỏ đi chỉ là một hành động đơn giản, thế nhưng nó lại có ý nghĩa không nhỏ trong việc góp phần bảo vệ môi trường sống và chung tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Đúng như khẩu hiệu của nhóm, hành động nhỏ thay đổi lớn.